Chào cả nhà nhé, hôm nay chú cháu ở trên ông bà trên Lito Merise. Bây giờ hiện tại là 10 giờ 30 phút ngày thứ bảy. Bây giờ là thôi. Bây giờ là Chi đang bắt đầu đấy. Đây hai bà cháu bên kia. Chi hôm nay sẽ ăn hết cái giáo án ở đây. Nghĩa là Chi sẽ trèo qua hết những chướng ngại vật ở đây, vượt qua tất cả những chướng ngại vật ở đây. Ở đây gồm khoảng tầm 20 cái chướng ngại vật. Trong đó có rất nhiều cái chướng ngại vật bẫy rất nguy hiểm, như chướng ngại vật đầu tiên đây. Chi đang gặp khó khăn, rất nhiều khó khăn. Chướng ngại vật mang tên tắc răng. Chi đang gặp rất nhiều khó khăn, các bạn nhìn thấy chưa? Một trong những tay vượt chướng ngại vật hàng đầu của gia đình đang gặp rất nhiều khó khăn, rất nhiều khó khăn. Thương chị à? các bạn nghĩ là Quỳ Chi sẽ vượt qua cái chướng ngại vật này như thế nào? Khó đấy. Thôi bỏ cái đấy đi nào, bắt đầu từ đây. Lên đi, chỉ con. Con giống bị bay. Đây, bây giờ sẽ được. Cởi áo ra, chú cầm áo ra. Không, con mặc áo đấy đi, con mặc áo con chưa trèo nên là chưa cần. Si cầm que đi, Si. Cầm que này. Cầm que này nó chơi này, đây này. Đấy. Rồi. Bây giờ đến lượt con thì cho cầm. Bạn để ý nha, bạn cứt đi kia, cứt đi. Cứ vàng vàng kia, cứt đi, cứt chó đấy. Cứt đi. À, gỗ à, nhìn được cứt. Nào, Si ra để chị Si. Si. Một, hai, ba. Chứ cái vật nào mà khó quá chú có thể cho cháu bỏ để đi bước tiếp theo, đỡ mất thời gian. Tốt nhất là cháu bỏ cái chứng ngại vật này đi. Không được, để đi cho nó vào đây đấy. Biết chân làm được. Thôi, sang đây luôn đi. Ok, bây giờ sẽ không rơi rồi. Được rồi, giờ không, rơi là thua. Thì con lên đi. Bám vào. Bám hết tay vào. Thôi, thì con lên bên này đi. Đây, bắt đầu từ đây. Cửa đi, con bắt đầu đi từ đây. Maxi ra đây, để cho chị đi nào. Kinh quá nhỉ. Sẽ có nhiều cái khó. Nhưng đừng. Rồi. Ok, cứ đi chơi. Nào. Đi bên nào vậy bố? Thôi bỏ qua đi để lần cuối nha. Mình đi đi.
Tí chị đuổi theo con ngay đấy. Chị tốc độ lắm. Đi đi. Cháu giết chú. Chú làm gì mà giết chú? Tao rằng đâm đi tao. Thôi bỏ qua. Bây giờ chú cứu. Đây rồi. Bây giờ chú cứu. Đây rồi. Đâm đi tao. Đâm đi. Đâm đi. Thôi đi. Đây này. Đây chú bé. Nè. Chú đưa vào chú chữa chị nhá. Con đi đi. Kệ chị. Con bảo bố bảo rồi. Đi đi. Chị nhanh lắm. Bố biết chị cao thủ nào mà. Miên đi. Chi nhanh lắm. Chi phải bắt đầu đi từ kia. Không được đi đây, Chi thì đi từ kia. Đấy, Chi bắt đầu đi bên này, dây đỏ ấy. Tắc răng. Đi. Miên đi đây, Miên đi sang bên này. Đi sang bên này. Hướng bên này. Bên kia đường cụt tới à, con đi đấy làm gì? Làm gì chỗ sang, đây sang đây. Sang đây. Đấy, sang đây xong rồi con trèo vào đây cho bố. Đây này, sang đây xong con đu tay để sang bên kia nhá. Đấy, chị Chi này. Bố bảo mà chị Chi dĩ à. Tốc nhà bà độ lắm. Mình cứ đi từ từ thôi, ngã là thua đấy. Đấy, cái này là khó này này. Thấy chưa, cái bài... Con phải đu ít nhất ra giữa cái dây đấy với đường ngã. Không cần sang bên kia mà ít nhất là... Có chứ. Ít nhất là giữa cái dây đấy. Ngã thì cho bắt đầu lại từ bên này. Cháu đi đường giống em nhìn á. Ờ. Mình vậy mình đứng xuống đã để cho chị lên chị đu trước cho mà xem. Đây đứng vào đây. Đu được dây này đã này, chị này. Đu được dây này đã. Để bám ra bên kia treo đấy. Mình lên đây đi, mình lên chỗ này đứng lên nhanh lên. Lên chỗ đầu dây này để chuẩn bị chị chi xong rồi đi con luôn. Thấy chưa? Thấy chưa? Siêu chưa? Siêu cao thủ chưa? Em còn không siêu à? Con chưa siêu. Nhưng chị Chi người ta gọi siêu chứ mình. Hết tí nữa nha, con đi con kia. Được rồi, như chị Chi được cơ. Chị đi từ từ chờ em đi rồi nhá. Chị Chi đến đấy là về đích rồi đấy. Đến đấy về đích rồi xong rồi chơi cái kia nữa. Rồi, đến đấy, nghỉ đã, đứng đấy chờ đã. Nào, Min đi đi nào. Bám tay chị Chi đã, bám đi bố bảo. Bám vào đi. Bám giữ chặt đã. Này bám đi giữ chặt. Không, bố đây rồi. Nào. Bám đi, 1. Rồi, 1, 2, 3. Rồi, tốt đấy, nữa đi. Tốt đấy. Rồi, rồi, sang bên kia. À, em không được cái này, khó, còn yếu. Đấy, tí ngã vỡ mặt rồi này, đấy thấy chưa? Ôi, được chết. Bắt đầu đi. Ừ, bắt đầu từ dây đỏ. Con đi bên này, con bám là sao vào cái dây kia. Khó đấy, đi ngang chân ra, chỉ phải đi ngang. Ngang này này. Hơi bị khó đấy, cái này. Đây,
Đây bố giữ ra mà bán đây nè. Không bán vào xong nó đu tay sang bên kia. Hai tay chưa rồi. Đấy. Ơi, chờ tí. Chờ nhá, bao giờ chúng bảo đi với tôi đi đấy. Tập đi. Em in xong cái này là đến cháu. Nào. Chí bắt đầu này. Xong rồi. Úi giời. Xong bộ dây nhá, xong bộ dây dày vào nhá. Được rồi, chờ tí. Đây mình về đích rồi kìa. Rồi. Thì hôm nay đi quét quét sân cho ấy, cho khu vui chơi. Nào, Chi bắt đầu chưa? Và chúng ta bắt đầu đi tìm. Chú nghĩ là phải 3 lần mới được. Sao lại 3 lần? Cháu sẽ làm này mất 3 lần. Tại sao? Chú nghĩ thế. 1, 2, 3, bắt đầu. Đây kìa, kinh nhá. Đẳng cấp. Có đẳng cấp. Ấy. Úi giời. Ê giời. Và đi thế này là đi chỗ này đúng. Đi ra dây cuối kia. Đấy, đi theo chị Chi đi, mình đi theo chị Chi đi. Ủa, mình không đi ở kia à? Mình chưa đủ tuổi. À, ra dây kia đi. Ừ, đi ra đấy đi. Mình sẽ đi ra cái dây đỏ kia là xong. Chị Chi ra đấy xong rồi lên lên nóc nhà kia. Xong. Là xong. Cháu lên nóc nhà. Ừ, hai chị em luôn. Nắp lấy min phải trèo được rồi. Ngày xưa chị Chi bằng con chị trèo được rồi. Hồi trước có bao giờ anh đấy có bạn muốn trèo cùng má. Ừ. Ôi giời. Hôm nay mùa hè. Đó là được rồi. Hôm nay bố con đi dây kìa. Đi 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 được hết. Chị Chi đi được. Rồi. Xong. Nào. Thôi để bố tắt đã, để bố gọi cho mẹ.